Xin chào mọi người, đã quay lại kênh với của bé Ba Đất Tây Nguyên. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một lô đất đường đi ô tô vào tận nơi nha mọi người, cách đường quốc lộ đường bê tông khoảng tầm 400m thôi. Trên đất của mình thì có 90m mặt tiền đường đất này nha mọi người. Trên đất thì đang có tiêu và cà, đất ở trên thì cực kỳ một bằng phẳng nha mọi người. Đất của mình cực kỳ bằng luôn. Diện tích của lô đất của mình là 1 hectare 55, thực tế còn trong sổ là 1 hectare 45 nha mọi người. Lô đất của mình thì đã có một căn nhà ở. Ai mà mọi người mua lô đất thực tế có thể vô có nhà tạm để ở rồi mọi người nha. Cái này thì mình mua về mình cải tạo, mình trồng hoặc là mình chăm sóc để mình thu hoạch nha. Cà này thì cũng đã là cà tơ thôi, cà tơ mới trồng thôi chứ không phải cà già nha mọi người. Đất này thì lô này thì mình có thể chăm vườn được, giá của mình là 1,9 tỷ nha mọi người. Lô đất của mình là thuộc xã Nhân Đạo, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Lô đất của mình cực kỳ bằng nha mọi người, bằng phẳng luôn. Cà thì không phải cà già đâu, cà mới trồng thôi, được vài năm cho thu. Trong vườn thì đã xen hết sầu riêng nha mọi người, đó, sầu riêng đó đã cho xen hết rồi. Xen sầu riêng vô rồi, cũng có vài cái sầu riêng lớn rồi nha mọi người. Sầu riêng lớn rất là đẹp. Đất này là đất hoàn toàn khuất gió nha mọi người, đất bằng. Lô đất này rất thích hợp cho anh chị nào mua về với diện tích nhỏ để mình làm vườn thôi. Có một cái nhà rồi mình ở rồi, nhà có 2 phòng cũng đẹp. Đất thì đã xen sầu riêng hết rồi, đất bằng cũng dễ làm, có điện đầy đủ. Giá thì là 1,9 tỷ nha mọi người. Trên đất thì có tầm 90m mặt tiền đường đất. Đường thì cách đường bê tông thì có 400-500m thôi. Còn cách đường tránh đường chính á của nó thì đường nhựa thì tầm chưa tới 2 cây. Cách trung tâm trường chợ là tầm 5-6km thôi. Dưới đất, trên đất của mình thì đã có máy tưới này, ống đầy đủ, có hồ nước tưới không hết nước nha mọi người. Mọi chi tiết xin liên hệ vào Zalo của em để biết thêm, và liên hệ vào Zalo hoặc số điện thoại của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của em ạ.